Xin chào mọi người, chào mọi người đầu xuân năm mới 2023. Tản kính chúc mọi người sang năm mới thật là nhiều sức khỏe, dồi dào sức khỏe và an khang thịnh vượng. Chúc mọi người có một năm mới có nhiều cái niềm vui và luôn luôn đạt được những cái thành công mà mọi người cùng nhau phát triển. Tất cả những cái video của Tổng máy bãi thì hiện giờ thì mọi người thấy là Tản đều có để số điện thoại rồi tên, số điện thoại và địa chỉ ở trên góc màn hình, nên mọi người có thể là liên hệ trực tiếp qua số điện thoại trên đó nha. Trên đây là trên màn hình của mọi người, đây là một lô máy mà ngày hôm nay thì Toàn sẽ xuất đi. Đây là những cái con máy mà máy mới 100%. Đây là những cái hàng chính hãng của Estin, hàng Estil đó mọi người, Estil đấy. Mỗi người mỗi cách gọi, nhưng mà mình cứ gọi là Estin đi cho nó phổ thông và nó dễ gọi nha mọi người nhé, ai cũng có thể đọc được và dễ nhớ nữa. Đây là những cái dòng máy dùng cho gia đình và đi khai thác. Tất cả những cái dòng máy này thì có lam xích đầy đủ hết mọi người nhé, có lam xích đầy đủ và Toàn sẽ chia sẻ cho mọi người một chút về cái phần cấu trúc cấu hình của máy. Thì tất cả những cái dòng máy này ở trên đây thì có lớn nhất là cái con 382. Con 382 này thì nó lớn hơn và nó là lốc hợp kim. Còn những cái con máy, năm cái con máy phía bên này thì nó là lốc bằng nhựa, nhưng cái cục máy thì nó bằng nhôm anh em nhé. Cục máy nó bằng nhôm và khi mà mọi người sử dụng á, thì mọi người yên tâm vì cái phần lốc nhựa đó nó chỉ có nhiệm vụ đó là đựng xăng và đựng nhớt thôi. Còn cái phần mà chứa bụng rên này và cái cạt te của máy thì nó hoàn toàn là bằng nhôm, chứ nó không phải như một số cái dòng máy khác. Thì có thể là có một số cái dòng máy ở trên thị trường, ở những cái thương hiệu khác nhé, nó sẽ là lốc bụng máy, cái cạt te của máy nó sẽ bằng nhựa, nên khi mà cái bạc đạn mà gối lên nhựa thì chạy một thời gian có thể là nó sẽ bị lỏng cái phần lốc nhựa đó, và cái bạc đạn nó sẽ bị rơ, rồi phốt nó sẽ không có được kín, và khi mình siết quá tay thì nó sẽ có thể là bị nứt. Thì những cái dòng máy đó thì mình không có hàng ở đây nên là không có thể là mà giới thiệu từng cái chi tiết của máy đó được. Nhưng mà trên đây thì mình giới thiệu cho mọi người những cái sản phẩm mà mình cảm thấy là tâm đắc và rất là yên tâm khi mà bán cho mọi người. Và cái số lượng hàng bán ra cho anh em trong quá trình một năm thì rất là nhiều, và cũng được anh em đón chào rất là mạnh. Và trong những cái vấn đề là hàng cũ và hàng mới thì hàng bãi nó cũng có những cái hàng này, và anh em cũng săn lùng rất là nhiều, vì hàng bãi có thể là mua thì nó sẽ rẻ hơn được một chút, nhưng mà tất nhiên rồi, rẻ hơn được khoảng 1 triệu thì anh em thấy là cái sự mà mình đánh đổi 1 triệu đó, một bộ lam xích cũ hoặc là lam xích mới nhưng mà nó không có đi theo máy, nó không có đúng hàng hãng, hoặc là anh em có thể là thấy là cái máy nó chạy thì nó sẽ có sự hao mòn, nhưng mà đối với mình thì 1 triệu cái sự hao mòn đó thì nó cũng không có đáng kể anh em. Anh em có thể là đầu tư thêm 1 triệu nữa thì anh em có thể là lấy được một chiếc máy mới như thế này. Bên mình cũng có máy cũ. Chú ơi, con nhặt mấy cái tờ đơn kia lên, đè lên giúp ba với. Nó bay hết rồi, gió mạnh quá. Mình có thể là lấy luôn một chiếc máy mới như thế này thì nó sẽ yên tâm hơn, và xăng nhớt anh em về tự đổ tự roda. Và đầu năm này, anh em lưu ý là đầu năm này thì Toàn chưa có thời gian để roda cho anh em. Tại vì là mình cũng cố gắng gấp rút là gửi những cái đơn hàng mà anh em đặt trong năm á, thì ngày hôm nay thì Toàn sẽ đóng hàng đi. Hiện tại thì cũng mấy chục đơn nó dồn lại thì mình đóng sẽ rất là lâu, mà trong này thì nó có khoảng tầm 2, 4, 6 cái con máy mới và khoảng một số cái con máy cũ nữa. Nhưng mà những cái con máy cũ đó thì mình không có đăng lên, tại vì mình đang tiếp thị cho anh em một số, giới thiệu cho anh em một số cái dòng máy mới như thế này để anh em có sự lựa chọn nhé. Đây cụ thể ở đây là những cái dòng máy là 170, 180 và 250 và 382. Ở trong đây thì có một con 170, mình sẽ giới thiệu cho anh em cái con máy nhỏ nhất ở trong lô này. Thì trong lô này nó sẽ có một cái con 170, Estin 170, nó sản xuất năm 2021. Ở con này thì lam nó sẽ ngắn hơn cái con 180 một chút xíu. Lam của con này nó là 14 inch và cái con bên kia 16 inch. 16 inch nha mọi người. Lam của nó là lam 16 inch. Đó. Mọi người thấy chưa? 40 cm xẹt 16.
và nó sẽ ngắn hơn cái con 180 này một chút xíu, nó khoảng tầm ngắn hơn một cái đuôi, ngắn hơn một chút xíu như thế này. Thì khi mọi người thấy là 170, 180 nó chênh nhau về công suất không nhiều, nhưng nó có sự khác biệt về cái bộ piston. Piston của 170 thì nó khoảng tầm 37 ly, còn piston của 180 thì nó là 38 ly. Thì lam nó sẽ ngắn hơn một chút xíu và nó sẽ có sự chênh lệch về giá. Nên anh chị em nào mà có nhu cầu sử dụng thì có thể là mình cân nhắc giữa 170 và 180. Đó là cái dòng máy rẻ nhất của dòng Estin. Còn dòng một dòng lớn hơn một chút xíu ở đây ấy, thì có 250. 250 thì nó sẽ sử dụng lam, bộ lam giống hệt như cái con 180 này. Đó, lam xích thì mình không có bóc ra nữa. Và lam xích của con 250 này nó sẽ giống hệt với con 180. Và tất cả những cái dòng máy này nó là hàng chính hãng, đầy đủ phụ kiện. Là những cái dòng 180 và 250 thì nó sẽ có bao gồm là một cái tiếp mở Uzi và một cái túc nô vít, một bao lam, xích lam và phiếu bảo hành, sách hướng dẫn sử dụng đầy đủ. Khi anh em mua hàng thì mình sẽ khuyến mãi cho em Uzi, anh em Uzi và rũa nhé. Còn dòng 170 ấy, thì nó sẽ khác với lại 180 một chút xíu, đó là nó sẽ không có cái túc nô vít để chỉnh xăng nhé. Anh em lưu ý là nó sẽ không có túc nô vít để chỉnh xăng, và nó chỉ có như thế này, một cái tiếp mở buji. Rồi, những cái con 382 như thế này thì phụ kiện của nó sẽ bao gồm là lam xích, bao lam, phiếu bảo hành, một cuốn sách hướng dẫn sử dụng và một bộ tun như thế này. Một bộ tun này nó sẽ có bao gồm là ba thứ: đồ mở ốc, vít chỉnh xăng và mở buji, bao lam đầy đủ nha anh em. Những cái dòng máy như thế này thì phục vụ cho anh em đi khai thác tầm lớn rồi, cắt keo lớn hoặc là cắt cây lớn cần sự kéo lam dài, hoặc là anh em đi xẻ. Đặc biệt là dòng 382 này giá tiền rất là hợp lý luôn anh em, giá tiền ở trong tầm phân khúc máy lớn giá rất là hợp lý. Và anh em có thể lựa chọn lam 5, lam 6, lam 7, lam 8 hoặc là lam 9. Đó là những cái dòng lam mà anh em có thể lựa chọn. Còn nếu như lam dài hơn thì có thể là anh em sẽ phải sử dụng cái lam là lam Đài Loan. Vì lam của hãng á, thì những cái lam từ 1 mét trở lên thì nó lại không có làm cái đuôi lam cho những dòng máy này. Vì lam 1 mét trở lên thì nó sẽ làm cái đuôi lam rất là lớn cho những dòng máy rất là lớn luôn. Lớn tức là cái đuôi lam này 12, còn đuôi lam 14 thì mới có lam 1 mét trở lên. Đó, tất cả những cái dòng máy ở trên đây thì mình giới thiệu cho anh em để anh em có cái sự lựa chọn trong một năm mới này. Anh em có thể là lựa chọn cho mình một con máy sử dụng gia đình hoặc là đi khai thác cho nó hợp lý nhá. Ở bên mình thì có bán lam xích, sên xích đầy đủ. Và những cái lô hàng như này đợt cuối năm thì mình chốt cho anh em thì đã có quà tặng. Và đầu xuân năm mới thì mình sẽ gửi hàng đi cho anh em và kèm theo cái số quà tặng đó. Anh em nào có nhu cầu sử dụng á và biết cái quà tặng nó như thế nào thì anh em có thể là liên hệ trực tiếp mình nhé. Có thể liên hệ trực tiếp mình để mình có cái quà tặng riêng cho anh em. Đó, máy thì máy mới 100%. Tất cả những cái máy ở trên này, anh em muốn nghe cái tiếng máy nổ thì anh em có thể là vào trong kênh của Toàn hoặc là xem cái video ở cuối video đó, nó có cái màn hình kết thúc. Anh em có thể bấm vào đó xem. Còn con 382 này thì mình đã roda rồi và anh ấy sử dụng cái lam 6. Lam nó dài hơn để anh về. Nói chung là anh ấy đi cắt cây tạp thì sẽ dùng lam dài hơn. Là anh em đi cắt khai thác cao su chuyên nghiệp, anh em đi cắt cao su chuyên nghiệp thì thường thì sẽ thì chỉ thích dùng lam 5 thôi để cho nó nhẹ và linh hoạt hơn. Đó. Rồi, nói chung là chúc cho mọi người một năm mới an khang thịnh vượng, phát tài phát lộc. Mọi người có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp với Toàn Máy Bãi. Tất cả những con máy ở trên này thì nó đều là máy mới và hàng chính hãng hết mọi người nhé. Nhu cầu của mọi người đến đâu thì mọi người cứ liên hệ mình đến đó. Cái dòng máy 250 này nó là 40, gần sấp xỉ 46cc. Piston của nó là 42,5 ly. Đi khai thác tầm trung rất là ngon luôn mọi anh ạ. Một năm vừa qua thì mình thấy là anh em lựa chọn cái dòng 250 này cũng khá là nhiều. Bên mình thì có những cái dòng máy như thế này, nhẹ mà mạnh để cho anh em lựa chọn về đi khai thác. Đó là cái sự tâm đắc nhất của mình trong những cái
ở khâu bán hàng, tiếp thị, tiếp cận với anh em. Đặc biệt đó là nó rất là nhiều đồ, đặc biệt là những cái con máy này phụ tùng của nó rất là nhiều, nên nó sẽ rất là dễ để sửa chữa. Và đặc biệt là khi anh em mua máy bên mình ấy, thì nó sẽ có một cái như thế này. Anh em chỉ cần gọi cho mình, nhắm mắt lại là mình đã hình dung được cái máy của mọi người nó đang bị lỗi ở đâu. Và mình sẽ có thể là tư vấn qua điện thoại cho anh em, chỉ cho anh em từng con ốc, từng chi tiết để mình tư vấn cho anh em sửa chữa ngay tại nhà, và anh em không cần phải mang ra thợ. Đó, không cần phải mang ra thợ nha anh em. Mình có thể là chỉ cho anh em xử lý ngay tại nhà, không cần phải mang ra thợ. Đó là cái điều mà mình tâm đắc nhất trong khi mình bán hàng cho anh em. Vì cái mặt hàng này mình am hiểu nó, và mình biết được những cái chi tiết của nó nằm như thế nào, và cách mở, cách xử lý và cách khắc phục như thế nào. Nên là mọi người chỉ cần nghe điện thoại, gọi video cho mình, nghe mình nói và làm theo, vậy là mọi người có thể là xử lý được cái máy rồi. Rồi, cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo nhé. Đừng quên like và đăng ký kênh giúp Toàn Máy Bãi chia sẻ nha anh em. Mọi người có thể là chia sẻ về trang cá nhân, Zalo hoặc là Facebook, hoặc là chia sẻ qua tin nhắn, để mọi người giữ lại cái video này, sau này khi nào mọi người cần thì mọi người có thể là tìm lại ở trong cái Zalo của mình, lục lại trong trang Zalo cho nó dễ nha. Rồi, chúc mọi người một năm mới an khang thịnh vượng, phát tài phát lộc.